Xin chào toàn thể quý hàng, hiện tại Trọng Thơ đang có mặt tại giai đoạn 3 của khu công nghiệp và đô thị BKMX Trân Thành Bình Phước để giới thiệu cho toàn thể quý hàng những sản phẩm đẹp, giá rẻ tại thị trường BKMX Trân Thành để chúng ta đầu tư an toàn và hiệu quả, cũng như là chúng ta đầu tư vào bất động sản công nghiệp thì chúng ta sẽ có tính an toàn, chúng ta sẽ có bền vững về lãi suất và cũng như là tăng đều đều cái tỷ lệ tỷ suất tăng trưởng hàng năm tại BKMX Trân Thành Bình Phước nha cả nhà. Vị trí mà Trọng Thơ đang đứng là cách dãy nhà phố thương mại của BKMX chỉ 100m thôi nha cả nhà. Đây là dãy nhà phố thương mại của BKMX được xây dựng một trệt hai lầu và nằm ở trên trục đường rộng 54m. Trục đường này là trục đường D1, rẽ trái chúng ta sẽ về quốc lộ 13 tại trạm thu phí Trân Thành, rẽ phải chúng ta sẽ về lại khu công nghiệp giai đoạn 1 311 ha. Thì trước mắt của Trọng Thơ là hôm nay công ty bất động sản Centerland bung ra 3 lô liền kề với diện tích mỗi nền là 5-30, thổ cư 100%. Ưu điểm chúng ta được xây dựng tự do mà giá hiện tại chỉ 7,6 triệu trên 1 mét vuông nha cả nhà. 7,6 triệu trên 1 mét vuông đất ở đô thị. Và đây cách khu công nghiệp của BKMX chỉ 300m và cách dãy nhà phố thương mại của BKMX chỉ 150m. Thì đây là một lợi thế để chúng ta đầu tư vào bất động sản công nghiệp. Và bất động sản công nghiệp luôn là điểm sáng của các nhà đầu tư lựa chọn hàng đầu tại Việt Nam từ năm 2019 đến 2025. Vì sau những cái đại dịch như đại dịch Covid-19 vừa qua thì chúng ta có thể thấy công nghiệp, bất động sản công nghiệp luôn bền vững, luôn tăng trưởng đều đều và luôn tăng mạnh và an toàn cùng công nghiệp. Vì công nghiệp là trọng điểm thì có con người mới có công ăn việc làm, có công ăn việc làm thì có nhu cầu ăn ở sinh hoạt và nhu cầu sở hữu cũng như là sử dụng bất động sản. Tại khu vực mà Trọng Thơ đang phân phối với cái giá đất chỉ là 7,6 triệu trên mét vuông thì đây là giá chúng ta sơ khai, chúng ta đầu tư vào ngay thời điểm này khi những cái tỷ lệ tăng trưởng từ năm 2022 đến 2025 còn rất là nhiều tỷ lệ tăng trưởng, như mật độ giao thông được nhà nước tập trung làm đường, làm cao tốc thì sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Trơn Thành về các thành phố lớn như Bình Dương và Sài Gòn. Thì quý hàng quan tâm tới bất động sản công nghiệp và đất nền vùng ven, liên hệ ngay cho Trọng Thơ qua số điện thoại 0962 854 858 để chúng ta nắm bắt cơ hội đầu tư tại BKMX Trân Thành. Trọng Thơ hẹn gặp lại quý hàng ở những video tiếp theo.